nhận định bóng đá Everton với Man United 3 giờ ngày 24 tháng 12. Tứ kết cúp Liên đoàn Anh nghiêng hẳn về phía Man United. Với phong độ cực cao và luôn chơi tốt khi làm khách, một chiến thắng cho Quỷ Đỏ và tấm vé vào bán kết là điều có thể được dự đoán từ trước. Cập nhật đội hình ra sân dự kiến. Tỷ lệ kèo cảm ơn các bạn đã quan tâm. Ở trận đấu gần nhất, Man United đánh bại Leeds với tỷ số 6-2 trên sân nhà. Đây là chiến thắng tưng bừng nhất của Quỷ Đỏ từ đầu mùa giải. Chiến thắng tại Old Trafford giúp Man United nối dài chuỗi trận ấn tượng. Tính ra đội bóng của thành Manchester đang bất bại trong 6 vòng đấu gần nhất ở ngoại hạng Anh, trong đó có 5 chiến thắng. Những kết quả ấn tượng giúp đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Man United đang có 26 điểm sau 13 trận, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Nếu đội chủ sân Old Trafford đánh bại Burnley ở trận đá bù, khoảng cách với Liverpool chỉ còn 2 điểm. Khi đó cơ hội cạnh tranh chức vô địch sẽ mở rộng trước mặt họ. Hàng thủ Man United thi đấu không quá tốt. Hai trận trước Sheffield và Leeds họ đều phải nhận ít nhất 2 bàn thua. Song hàng công của Quỷ Đỏ đang chơi ấn tượng. Những Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Mason Greenwood đã bắt đầu tìm thấy nhau trong các tình huống phối hợp. Đêm nay, Man United sẽ có chuyến làm khách trên sân của Everton ở vòng tứ kết cúp Liên đoàn Anh. Tại ngoại hạng Anh 2020-21, Everton từng thất thủ 1-3 trước Man United cũng tại Goodison Park. Trong lần tái đấu này, hai câu lạc bộ chắc chắn sẽ có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự khi mà vừa trải qua những trận đấu cam go tại Premier League. Tuy nhiên, về cơ bản Man United vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Làm khách trên sân Goodison Park không phải là vấn đề lớn với Man United, bởi họ đang được đánh giá là câu lạc bộ chơi trên sân khách tốt nhất ngoại hạng Anh mùa này. Nửa đỏ thành Manchester đang có chuỗi 10 chiến thắng trên sân khách ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh. Nhiều người thậm chí cho rằng đội bóng của Solskjaer thích đá sân khách hơn là sân nhà. Bên kia chiến tuyến, phong độ của Everton đang có sự cải thiện rõ rệt. Từ đầu tháng 12 tới nay, đội chủ nhà thi đấu tổng cộng 4 trận, chỉ có đúng một lần chia điểm với Burnley trên sân đối thủ. Còn lại là 3 chiến thắng đều trước những đối thủ khó nhằn như Chelsea hay Leicester. Ở trận đấu gần nhất, Everton tiếp tục thể hiện một bộ mặt thuyết phục khi đánh bại Arsenal 2-1 trên sân nhà. Everton hiện đã vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Họ có cùng 26 điểm với Man United nhưng xếp sau vì kém chỉ số phụ. James Rodriguez dính chấn thương, song đội bóng thành phố cảng đang bay cao nhờ phong độ ấn tượng của tiền đạo Anh Calvert-Lewin. Anh đã có tới 11 bàn thắng và nằm trong top 3 danh sách ghi bàn của giải đấu. Everton cũng ghi tới 23 bàn ở ngoại hạng Anh mùa này, một con số tương đối ấn tượng. Dù đội chủ nhà đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, song nhận định Everton với Man United vẫn nghiêng về phía đội khách. Chưa bàn tới đẳng cấp giữa hai đội, nhưng rõ ràng nhiều năm trở lại đây Everton luôn gặp nhiều khó khăn mỗi lần đối đầu với nửa đỏ thành Manchester. Trong 6 lần gần nhất chạm mặt, chủ nhà chỉ có được đúng một chiến thắng, còn lại là 2 trận hòa và 3 thất bại, bao gồm cả trận thua 1-3 hồi tháng 11 vừa qua. Bóng chưa lăn nhưng Man United đã chiếm những lợi thế nhất định. Đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer có nhiều cơ hội vào bán kết hơn đối thủ. Dự đoán tỷ số 1-2. We'll be right back.